Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với chuyên mục 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ thứ 27 Cũng là ván cờ thứ 5 trong trận đấu giữa đương kim vô địch Hoa Kỳ Bobby Fischer và cựu vô địch Hoa Kỳ Samuel Radetsky Diễn ra tại thành phố Los Angeles năm 1961 Bốn ván cờ đầu tiên diễn ra tại thành phố New York Hai kỳ thủ đều thắng 1, thua 1 và hòa 2 Liệu ở ván cờ thứ 5 này chiến thắng sẽ thuộc về ai hay là lại hòa tiếp? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Samuel Radetsky được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt D4. Bobby Fischer đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4 hình thành biến củ sen bỏ cuộc. Đen để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển mã C3. Đen để tốt D5 gạ đổi tốt hình thành khai cuộc gam ít hậu không chấp nhận. Tốt trắng ăn D5. Mã đen ăn lại D5 chiếm lĩnh trung tâm và gạ đổi mã. Trắng không đổi mã với đen mà phát triển mã F3, ưu tiên phát triển quân trước đã. Đen đẩy tốt C5, gạ đổi tốt. Nếu đổi tốt với đen thì tượng đen ăn lại tiện đường phát triển tượng để nhà thành. Do đó trắng không đổi tốt với đen mà đẩy tốt E3, củng cố vững chắc cho tốt D4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen phát triển mã C6, gia tăng sức ép lên tốt trắng D4. Trắng lên tượng D3, chuẩn bị nhà thành. Đen cũng lên tượng E7, chuẩn bị nhà thành. Và theo đúng kế hoạch thì trắng nhập thành, đen nhập thành. Trắng để tốt A3, ngăn mã đen nhảy vào B4. Đen giờ mới đổi tốt với trắng. Tốt trắng ăn lại tốt đen. Đen lùi mã về F6 bảo kê cho tốt H7 và mở đường cho hậu và mã kết hợp tấn công tốt D4. Trắng lùi tượng về C2, mở đường cho hậu và mã bảo vệ D4. Đen để tốt B6, mở đường cho tượng lên B7 kiểm soát đường chéo lớn. Trắng lên hậu D3, chồng quân với tượng gây sức ép về phía tốt H7. Ở đây đen có thể đẩy tốt A5 Dọa nước sau phi tượng lên A6 Xiên táo hậu và xe trắng Nhưng mà thực tế Đen vẫn theo kế hoạch đã định Lên tượng B7 kiểm soát đường chéo lớn Trắng phi tượng lên G5 tấn công mã đen Diệt được quân mã này Thì hậu trắng có thể ăn H7 chiếu hết Đen lên đẩy tốt G6 phòng ngự Phong tỏa luôn súng cao su do hậu Và tượng trắng tạo ra Trắng binh sẽ ép sang E1 kiểm soát cột NME đen cũng bình xe E8 làm đối trọng với xe trắng trên cột nửa mở E. Trắng đẩy tốt H4, vừa mở đường thoát cho vua để phòng có biến, vừa dâng cao tốt tìm kiếm cơ hội tấn công thành của vua đen. Đen bình xe C8 kiểm soát cột mở C. Trắng cũng bình xe A sang C1 làm đối trọng với xe đen trên cột mở C. Đen nhảy mã D5 vừa gã đổi mã, vừa gã đổi tượng. Trắng không đổi mã, cũng không đổi tượng với đen, mà nhảy mã lên E4 chiếm lĩnh trung tâm đen liền tốt f5 tấn công quân mã mạnh của trắng ở trung tâm, trắng chạy mã về lại c3, đen đổi tượng với trắng, mã trắng ăn lại tượng đen kết hợp với xe tấn công tốt đen e6, đen nhảy mã f4 vừa tấn công hậu trắng vừa kết hợp với xe bảo vệ tốt e6 đồng thời là mở đường cho hậu kết hợp với mã tấn công tốt d4. ở đây trắng nên chạy hậu f3 tấn công lại mã đen f4 và ghim mã đen ở c6. Nhưng mà thực tế trắng lại chỉ qua hậu E3 tấn công mã đen F4 và đây là một nước đi không chuẩn. Chớp lấy cơ hội này, hậu đen ăn D4 gạ đổi hậu. Nếu trắng đổi hậu với đen thì mã đen ăn lại hậu trắng và chiếm lĩnh trung tâm, mở đường cho tượng kết hợp với mã tấn công tốt G2. Trắng để tốt G3 tấn công mã đen thì này để tốt H6 tấn công lại mã trắng. Tốt trắng ăn mã đen, tốt đen ăn mã trắng, dọa nước sau nhảy mã vào F3 chiếu bắt xe. Trắng chạy xe D1 tấn công mã đen thì đen phế xe ăn mã trắng. Tốt trắng ăn xe đen thì mã đen E2 chiếu bắt xe. Sau khi đổi quân xong, đen hơn trắng hẳn hai quân tốt, lại có quân tốt thông nguy hiểm ở cột hắt, lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Nếu trắng không lấy tốt ăn xe đen mà lấy xe ăn mã đen thì còn thảm hơn. Đen qua xe H3 dọa H1 chiếu hết trắng để tốt F3 mở đường thoát cho vua và chặn đường tượng đen thì tượng đen ăn F3 trắng lên vua F2 tấn công tượng đen và tránh bị xe đen H1 chiếu bắt xe thì này để tốt G4 sau đó sẽ lấy xe thì tốt trắng H4 đen vẫn có được một quân tốt thông nguy hiểm mà còn hơn trắng hẳn ba quân tốt lợi thế lớn sẽ nghiêng về bên đen do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám đổi hậu với đen Mà có lựa chọn chính xác là nhảy mã lên B5 tấn công hậu đen Đen đổi luôn hậu với trắng Tốt trắng ăn lại hậu đen và tấn công mã đen Giật mình bất thình lình nên thí mã ẩn G2 Và mình tính đánh giá Đây không phải là nước đi thiên tài Thiên tài hay không thiên tài Thì cũng phải chết Vua trắng ăn mã đen Đen nhảy mã D4 chiếu mở Tượng trắng E4 cản chiếu tượng đen ăn tượng trắng chiếu tiếp mã trắng ăn lại tượng đen mã đen ăn mã trắng trắng nhảy tiếp mã vào f 6 chiếu bắt xe đen chạy vùi f 7 mã trắng ăn xe đen xe đen ăn lại mã trắng như vậy sau nước đi không phải thay tiền và những pha đổi quân loạn xạ ván cờ được đưa về thể loại xe mã đấu song xe trắng có ưu thế hơn về chất nhưng mà đen lại hơn trắng được hai quân tốt cho nên chưa biết mèo nào sẽ cắn mìu nào tiếp theo trắng để tốt a 4 tấn công mã đen đen chạy mã D6 trắng phi xe xuống C7 chiếu bắt tốt đen chạy vua F6 nếu trắng vội vàng lấy xe ăn A7 thì đen sẽ qua xe C8 kiểm soát được cột mở C xe trắng ăn tiếp H7 thì xe đen C2 chiếu trắng chạy vua đi đâu thì xe đen cũng ăn B2 trắng tuy bắt lại được một tốt của đen nhưng không có sự liên kết giữa song xe đen mặc dù kém chất nhưng cũng có thể dễ dàng thủ hòa Do đó ở ván cờ thực tế Trắng chưa vội lấy xe ăn tốt đen Mà mình sẽ C1 trồng hai xe kiểm soát hoàn toàn cột mở C trước đã Làm cho xe đen không thể phát triển Đen để tốt H6 chấp nhận mất tốt A7 Xe trắng thịt luôn A7 Đen nhảy mã lên E4 kiểm soát trung tâm Trắng lùi xe về A6 tiếp tục tấn công tốt đen B6 Biết là không thể bảo vệ được quân tốt này Đen mình sẽ D8 chuẩn bị lao xuống D2 chiếu bắt tốt B2 ở đây trắng lên luộc luôn tốt b6 và sẽ có được hai quân tốt thông cánh hậu đen có phi sẽ xuống d2 chiếu cũng chẳng thể thịt được tốt trắng b2 lợi thế lớn sẽ nghiêng về bên trắng nhưng ở ván cờ thực tế trắng không ăn tốt b6 mà lại lên xe c2 kiểm soát hàng ngang số 2 ngăn xe đen lao xuống chiếu và đây là một sai lầm nếu tận dụng được sai lầm này của trắng đen nên đi xe d6 bảo vệ cho tốt b6 nhưng mà thực tế đen lại hộ báo phi xe xuống D3 tấn công tốt trắng E3 Và đây cũng là một sai lầm Nếu trắng đi vua F3 bảo vệ tốt Thì đen sẽ qua xe B3 bảo vệ tốt B6 Và tấn công tốt B2 Trắng sẽ không làm gì được đen Do đó lần này trắng không trì hoãn nữa Mà lấy xe thịt ngay tốt đen B6 Xe đen cũng ăn lại E3 Và giờ cả hai bên đều có hai quân tốt thông Trắng đẩy thế tốt A5 đen cũng đẩy tốt F4 chạy đua phong cấp. Nếu trắng vội vã đẩy tiếp tốt A6 thì đen đẩy tốt F3 chiếu. Trắng chạy vua F1 và bị ép chặt dưới hàng ngang số 1. Đen có sẽ D3 dọa D1 chiếu hết. Trắng qua vua E1, xe đen E3 chiếu. Trắng chạy vua F1, xe đen lại D3. Lặp đi lặp lại thì ván cờ sẽ hóa. Ở đây trắng không nên đẩy tốt A6 mà nên lùi xe về B4 tốt đen f3 chiếu thì trắng chạy vỗ f1 đen không thể qua xe d3 được vì còn phải bảo vệ mã đen đẩy tốt xuống f2 thì trắng phế xe ăn tốt đen đối quân xong mặc dù hai bên đều còn một xe và ba tốt nhưng mà trắng có quân tốt thông dâng cao hơn nên lợi thế vẫn sẽ nghiêng về bên trắng trở lại ván cờ thực tế trắng không vội vã đẩy tốt lên a6 nhưng mà cũng không lùi xe về b4 mà lại lựa chọn qua xe F2 thí xe để ngăn tốt đen tiến xuống và đây là một sai lầm nghiêm trọng một nước đi blunder Trong lấy sai lầm này mã đen tập luôn xe trắng vua trắng ăn lại mã đen nên lùi xe về E4 bảo vệ tốt sau đó có thể qua A4 để ngăn tốt trắng phong cấp trắng liền để tốt B4 hỗ trợ cho tốt A5 tiến lên đen đi xe A3 kiểm soát hàng ngang số 3 ngăn trắng tích cực vua vào trận trắng đẩy tốt A6 nên có sẽ a 3 ngăn tốt trắng phòng gấp. Ở đây trắng nên đẩy tiếp tốt b5, hai tốt thông cùng tiến xuống như thế này trắng sẽ phải chống đỡ rất là vất vả. Tuy nhiên thay vì đẩy tốt b5 thì trắng lại qua xe c6 và đây là một sai lầm. Trước cái sai lầm này nên để tốt g5 gạ đối. Trắng không còn cách nào tốt hơn ngoài việc phải đổi tốt với đen. Tốt đen ăn lại tốt trắng và đen có tận ba quân tốt thông. Giờ trắng mới đẩy tốt b5 đen đẩy tốt G4. Ở đây trắng nên lùi xe về C1 rồi qua B1 bảo kê cho tốt phòng cấp. Nhưng mà thực tế trắng lại đi xe C8 định chiếu móc lốp vua đen. Và đây tiếp tục là một sai lầm. Trong cái sàn ngoài đen đi vua F5. Trắng đẩy tốt B6. Tốt đen G3 chiếu. Trắng chạy vua E1. Xe đen A1 chiếu tiếp. Trắng lại phải chạy vua lên E2. Nếu mà có xe trắng ở C1 thì đã ngăn được nước chiếu này của xe đen. Đen để tốt xuống G2 và không gì có thể ngăn được tốt đen phong cấp biến hình thành siêu xây ra. Trắng vùng vẫy trong tuyệt vọng bằng cách bình xe 8 chiếu. Đen chạy vua E4, trắng thí xe ăn E4, chiếu tiếp, vua đen ăn xe trắng. Trắng đẩy tốt B7. Tiếp theo, đen chưa nên phong hậu vội mà nên đi vua E4 tránh bị tốt trắng phong hậu chiếu. Tốt trắng mà phong hậu thì xe đen A2 chiếu rồi tốt đen chỉ cần phong xe là cũng chiếu hết. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen lại vội vã đẩy ngay tốt để phong hậu Thế là tốt trắng cũng phong hậu chiếu Đen chạy vua F5 Và tiếp theo mời các bạn theo dõi các màn phân tàn của cả hai kỳ thủ Sau nước đi này, nếu tiếp tục chiếu cầu hòa thì trắng chỉ có hai phương án là đi hậu B5 hoặc là C2 để chiếu. Nếu hậu B5 chiếu thì đen chạy vua F6, hậu trắng B2 chiếu tiếp thì tốt E5 cản chiếu và thế là trắng hết chiếu. Mà không chiếu được nữa đồng nghĩa với thất bại. Phương án thứ hai là hậu C2 chiếu, đen vẫn chạy vua F6, hậu trắng C3 chiếu tiếp, tốt đen E5 cản chiếu, hậu trắng E3 chiếu tiếp, đen chạy vua G5 Trắng chỉ có nước chiếu duy nhất là dịch hậu sang e3 chiếu và cũng đồng nghĩa với thất bại vì đen sẽ đổi hậu với trắng ngay. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Đại kiện tướng Samuel Radetzky đành chịu thua. Như vậy ở ván cờ thứ 5, mặc dù bị áp đảo ở trung cuộc nhưng mà về tàn cuộc, Bobby Fischer đã thể hiện tốt hơn, dần dần chiếm lại được lợi thế và giành chiến thắng. Qua đó vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Ván cờ tiếp theo, ván cờ thứ 28 trong series cũng chính là ván cờ thứ 11. Ván cờ cuối cùng giữa Bobby Fischer với Samuel Rolesky trong trận đấu năm 1961. Lúc này sau 10 ván cờ, cả hai đang hòa nhau với tỷ số 5 đều. Liệu ván cờ cuối cùng này thì ai sẽ là người chiến thắng? Mời các bạn đón xem trong các video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.